Xin chào cả nhà, em sẽ quay video cho cả nhà một ô đất ở xóm Gầy Định Trung, diện tích 100m², mặt tiền 5m. Đây, ô đất chúng ta ở chỗ cái cuối xây kia cả nhà nhá, giáp cái nhà đang xây trục chính xóm Gầy Định Trung. Đường này đẹp, hai mô đinh tránh nhau nhá, hai xe mô đinh tránh nhau. Mặt tiền 5m đây, rất là vuông vắn và đẹp luôn. Đây, ngay chỗ này ngã tư rồi, đường thông thoáng đẹp, diện tích 100m². Cái tường màu vàng chỗ xe máy kia là nhà văn hóa nhá, nhà văn hóa xóm Gậy 100m, cách nhà văn hóa xóm Gậy 100m. Đây, ngã tư ngay đây rồi. Ô đất này rất là đẹp. Đó, cả nhà mua đất liên hệ cho em nhé, 0835 416 888. Mọi người nhớ đăng ký kênh để nhận những video mới mỗi ngày từ kênh Chăm Sóc Mẹ Và Trẻ Em nhé. Em Nhung chuyên bán đất ở Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Nhà đất Vĩnh Phúc. Đó, ngã tư ngay đây nhé. Đường thông đẹp,